Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Miss Germany. Hôm nay mình đi chợ, mình mua một số trái cây và mình sẽ cắt ra và mình sẽ review để cả nhà xem trái cây ở Đức như thế nào và giá cả ra sao ha. Xin chào cả nhà, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng thưởng thức trái cây với lại gia đình mình ha. Hello, xin chào cả nhà. Mình sẽ ngồi ở phía bên kia tại vì ngồi bốn người thì hơi chật. Nếu mà quay từ xa thì sẽ không có nhìn thấy trái cây. Ở đây mình có nho không hạt nè. Ở đây là mận, một loại mận đến từ Nam Phi. Loại mận này thì ăn khá giống mận Việt Nam. Bên này thì táo gọi là Pink Lady, cái giống táo này ăn rất giòn luôn. Cam này thì mình quên, mình không để ý là từ đâu. Đây là trái kiwi ruột vàng và đây là đào, đào mà mình nhớ là ở Việt Nam hay gọi là đào tiên đó. Ở đây là xoài, xoài đến từ Peru. Ở đây thì mình có muối ớt Tây Ninh và đây là muối ớt thường. Đây là cái loại mận mà mình rất thích luôn, mận này giống như là mận Hà Nội, mận ở Việt Nam á cả nhà. Trong ruột của nó nè, trong ruột của nó đỏ sẫm á. Và ăn thì nó ngọt ngọt chua chua. Trái này là sâu à? Cảm ơn. 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 Cảm mặn này rất ngon luôn. Cái ruột của nó này cả nhà, ruột của nó có màu đỏ sẫm á và ăn nó ngọt, nó ngọt hơn những cái mặn khác. Das ist ein riesen Apfel. Das ist Pink Lady. Pink Lady. Đây là táo chô cắt, táo Pink Lady này. Nếu mà ai mà thích ăn cái táo giòn á là mua cái loại táo này, ăn nó giòn rụm luôn. Mình chấm muối ớt Tây Ninh nè. The apple is about good. Yeah, good apple Pink Lady. Táo Pink Lady ăn ngọt và giòn rụm luôn. Has a mix mix this, mix this also. Mix the apple. Also very very if the sharp. Ich schau mal das sieht. Wie schmeckt der? Süß oder sauer der Apfel? Süß. Also mix mix this. Es ist eine Mischung. Also die Traube ist süß. Mhm. Wenn du dip in Salz, dann voll süß. Người Đức không bao giờ ăn trái cây chấm muối ớt. Họ ăn trái cây, họ chấm kem tươi mà đánh bông lên. Hoặc là chấm đường. Chấm đường thôi nè. Mhm. Also so, start with dip. Den ist auch gut, so viel Salz zu essen. Ja. Trái cây chấm muối ớt thì ăn ngon miệng nhưng mà thật sự ăn nhiều không có tốt. Nhiều muối quá không tốt. Can we make some flour? Ja. Cook this flour muss man so schneiden. An der Seite. Hilfe. Wo kommt ihr her? Südafrika. Ah. Bist du falsch für die? Weil mir schmeckt. Ah, okay. Da gibt's selten. Das ist das, was ich dir gesagt habe. Das gibt's sehr selten. Und innen ist so rote Farbe wie rote Beete. Ich
Wenn nicht Pflaume, nach Pflaumen schmeckt, dann schmeckt nach was? Keine Ahnung. Der eigene Geschmack haben. Mật nè, bên trong ruột đỏ au à. Cái này mình mua, mật này mình mua cứ một hộp nửa ký là 2 euro. Hình như là 2 euro á. Tức là 50 ngàn đồng cho nửa ký. Oh, yes. Chính kịp lồ mình, cái táo tự bay ra luôn. À, mật này mình mua nửa ký là 1,70 euro, tức là chưa tới 50 ngàn đồng một ký ha. Cho các kiwi ruột vàng. Đó, kiwi ruột vàng này thì ngon hơn là cái mình thấy là kiwi ruột vàng ngon hơn kiwi ruột xanh vì nó ngọt hơn. Ăn kiwi thì cắt làm đôi xong rồi lấy muỗng múc. Nho không hạt này thì mình mua với giá là 2,90 euro một ký, tức là khoảng 75 ngàn đồng một ký nho không hạt. Nho này đến từ châu Phi. Ja, Joe, hast du schon Kiwi gegessen? Nein, ich habe keine Lust auf Kiwi. Ich habe Kiwi schon letzte Tage zu oft gegessen. Hm? Gut. Wie schmeckt Kiwi? Super, so wie Kiwi. Das schmeckt sehr gut. Kiwi. Ăn mình lấy muỗng mình cào như này nè. Kiwi sợ mẹ không? Nói ra kìa. Bin jetzt auch sehr verlangt. Kiwi vàng á. Thì Willst du mehr Pflaumen? Mama, willst du Kiwi Pflaumen? Kiwi xanh thì mình mua thì trúng trái chua nhiều hơn. Wie, nö. Mama, willst du Pflaumen? Nein. Mango. Wir wollen das hier. Ah, ich bin aber voll satt schon. Ich schneide die Mango. Nein. Du musst ein Profi schneiden. Deswegen, ja. Xoài này thì mình mua 1,40 euro một trái. Tức là xoài này là 35 ngàn đồng một trái. Xoài này ngon lắm cả nhà. Xoài này bên trong á, cái ruột nó vàng ươm mà. Nè, để mình cắt ra như thế ha. Đó. Trước á, ở Đức không có nhiều xoài ngon, nhưng mà bây giờ nhập nhiều loại xoài ngon lắm. So viele Mango. Da hat man eine Schüssel gehabt mit so einem mit Mango. Aber nicht letztes Jahr. Ăn xoài này nhớ quê ngoại. Nhà ba mình trồng nhiều xoài. Dạ, một cái này là một đồ bao nhiêu gái của Việt Nam. Anh đi hỏi là sao lúc mình hè mình về không có, mùa hè thì hết xoài rồi. Xoài chín là tháng 5. Đó. Xoài này ngọt lắm. Ja, wie heißt in Vietnamese? Zwei. Mhm. Wie zwei. Und cái này là gì? Zwei. Cái gì đây? Không biết. Cái nho à? Dạ. Cái nho. Trái kiwi. Kiwi, cool. Einfach. Cam này á, mình mua có hơn 1 euro một ký, tức là có khoảng chưa tới 30 ngàn đồng một ký. Mình cắt ra ha. Cam này ngon lắm.
Thịt orange ở Việt Nam. Dạ. Cam này nhìn ngon không cả nhà? Cam này rất nhiều nước và ăn ngọt lắm. Trái thì quá trời to luôn. Und Äpfel? Importiert, ja. Nho không hạt. Nhưng mà măng là măng rồi. Nichts Besonderes. Lass liegen. Nho ngọt lắm. Nho bên Đức thì rẻ lắm. 2,90 €. Ja, aber gut. Ja. Ohne Kerne. Recht gut, ja. Das sind gut, die Trauben, muss ich sagen. Ja. Đào này 4 euro 1 ký, tức là 100 ngàn đồng 1 ký nè. Mình cắt ra bên trong ha. À. Was soll das sein? Nektarine. Ồ, cái này bị hư à. Trái này bị hư à. Đó, mua ở bên ngoài thì nhìn rất tươi nè. Nhưng mà cắt ra bên trong thì hư à. Đen thui à. Mua trái cây cũng hơn xui, kaputt. Ja, ich hab's gewusst, ich hab's verstanden. Hư rồi, das heißt kaputt. Ja, und Papa gesagt, das schmeckt anscheinend gut. Ich tue hart. Gib mir. Fetch, ihr Essen. Ja. Trái này thì chắc là chưa hư nè. Du kannst auch Seite weg. Ký lô là được 6 trái đào này. 4 euro 1 ký. Này mình thử rồi ha. Cũng ngon. Ich gehe sogar. Geschmack ist okay. Yeah. Đào giòn. Không ngọt lắm nhưng mà cũng được. Nicht so süß, gell? Bisschen schon. Nein. Chicken. Wer war zuerst? Ich. Ich. Ich bin ich. So gut. Ich. 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 Er wusste nicht. Acht. Damm. Sag zehnmal Damm und irgendwann klappt es. Okay. Elf. Ist Gott. Und Gott. Ah! Okay, 20. Oh. Kein Mann. Gewonnen. Ey, da! Các loại trái cây hôm nay thì mình thấy là mận ăn ngon nhất. Andy thì nói là xoài ngon nhất. Joe cũng nói là xoài ngon. Kevin thì nói là mận ngon. Yeah. Kiwi thì ngọt, cũng có vị hơi chua chua. Nhưng mà kiwi ăn ngon. Good. Kiwi ngon. Mình thấy ngon nhất là mận, xong rồi tới kiwi, táo, xoài, xong rồi tới táo, nho. Nói chung là trái nào cũng ngon. À, nên, ich glaube, der kommt auch von der Orange. Ja, ja. Aber die Früchte schmecken hier nicht so gut wie zum Beispiel jetzt wie in Vietnam, die Mango schmecken yeah. wie Fett oder Việt Nam thì trái cây ngọt hơn, bên này trái cây không ngọt như là trái cây Việt Nam. Tại vì người ta nhập khẩu thì người ta nhập nhiều cái trái cây nó còn xanh á, xong khi mà đến đây người ta để chín, nên là không có ngọt, không có thơm như là trái cây mà mình ăn ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì ăn trái cây chín cây á, nó ngọt, nó thơm hơn nhiều. À, hôm nay thì nhà mình review vui một chút về trái cây ở Đức. Giờ thì mình xin dừng video lại đây, xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Cheers. Auf Wiedersehen.